Rồi, hôm nay sẽ là ngày thứ 10 của giai đoạn booking. Bây giờ thì bọn mình sẽ có buổi tập chân, đúng không? Theo lịch đúng không? Hôm nay sẽ là ngày tập chân. Và tập chân các bạn biết là rất mệt đúng không? Nên chúng ta cần rất phải tỉnh táo, nhiều năng lượng. Vậy nên uống gì anh em nhỉ? Làm tí Brawuki anh em nhé, Brawuki. Brawuki. Bây giờ mình sẽ một thìa trước. Thực ra mình không muốn đầy cái thìa đâu, mình chỉ cần tầm 2 phần 3 cái thìa được rồi. Lắc lên. Chúa vẽ lịch. Ok. Đấy, nói chung là mình nghĩ là nếu các bạn đủ điều kiện, ok, nên mua một lọ pre-workout. Để thực ra các bạn không nên dùng nó mỗi ngày, tất nhiên là các bạn chỉ cần bạn nào mà không muốn sợ bị nghiện caffeine ấy, thì hoặc là không quen dùng thì các bạn chỉ cần những hôm nào mà các bạn cảm thấy thật sự mệt thì các bạn dùng nó thôi, còn không nhất thiết là ngày nào bạn cũng phải dùng. Đấy. Không vì kiểu mình nghĩ là về sau các bạn có thể sẽ hơi bị phụ thuộc vào nó ấy. Thế cho nên là ok, xong. Bây giờ bọn mình sẽ lên đồ đi tập. Được chưa? Tí nữa đến phòng tập mình sẽ quay cho các bạn tiếp. Ok. Nói đi. Ok. Ok. Ok, bọn này chỉ biết nói ok thôi anh em ạ, nó đéo biết nói gì cả. Thôi nhá, tạm biệt nhá. Bọn mình đã đến phòng tập và nói chung là vẫn như mọi ngày, chúng ta vẫn sẽ bắt đầu tập đùi sau trước. Thực ra thì cái việc mình tập đùi sau trước nó cũng không có gì gọi là đặc biệt hay là bí kíp hay là phải truyền tụng từ đài qua đài khác, nó chỉ là một cái đấy là khi mà các bạn tập đùi trước chẳng hạn nhá, bên mình ví dụ đây, các bạn tập đùi trước chưa đúng không? Bạn tập chết nó. Ok, các bạn tập chết đùi trước. Xong rồi là các bạn sang tập đùi sau thì tập đùi sau các bạn tập ở cái máy gập đùi đúng không? Leg curl đúng không? Thì các bạn sẽ phải tì đùi trước vào đấy. Thì cái việc tì đùi trước vào đấy nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất là đau và thốn, bởi vì đùi trước các bạn đã tập rất là căng rồi. Đấy là các bạn tì vào cái đệm cái miếng đấy, nói chung là tì vào cái máy đấy là nó rất là đau. Cái đấy là lý do bọn mình chọn là tập đùi trước tập đùi sau trước. Xong rồi mình qua tập đùi trước thì sẽ không vấn đề gì xảy ra cả. Ok, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Các bạn có thể tập đùi trước cũng được. Đấy. Ok, cái đấy không sao cả. Nhưng đây là mình đã từng trải qua những cái lúc mà tập đùi trước xong rồi nó tì vào đấy rất đau, cho nên là mình đã tập đùi sau trước. Ok, làm ăn hơi nhiều rồi. Nhưng mà bọn mình vẫn sẽ bắt đầu bằng leg curl, sau đó có thể chuyển qua bài Romanian deadlift hoặc là một vài bài gì đấy khác, nhưng mà mình cũng chưa nghĩ thêm, chưa nghĩ ra là bài gì cả. Chung là đùi sau mình chỉ tập hai bài đấy thôi, chắc là như thế. Đùi trước thì đấy, như các bạn biết là mình vẫn chưa hết giãn tay chằng, mình vẫn chưa tự tin về cái đầu gối của mình, thế cho nên là mình sẽ không squat, mình sẽ chỉ tập leg extension đến chết. Ok, và có thể là thêm squat ở cuối buổi vậy thôi. Leg extension thì chắc là khoảng đấy, như mỗi lần mình làm 7 đến 8 set. Bởi vì mình chỉ tập mỗi bài đấy thôi. Các bạn thấy không? Nghĩa là 7 đến 8 các bạn không cần thiết phải tập 7 đến 8 set đúng không? Các bạn chỉ tập, nếu mà các bạn tập được squat, tập được leg press thì các bạn chỉ tập bài đấy 3 mỗi bài tầm 3 set thôi. Bạn hiểu ý mình không? Chứ các bạn không cần phải tập một bài 7 8 set như mình. Ok. Đấy là vì mình chỉ tập được bài đấy thôi. Cho nên là mình mới tập 7 đến 8 set. Nhá, chứ không phải là các bạn nếu mà tập theo mình là tập 7 8 set bài đấy xong các bạn lại đi tập thêm 3 đến 4 5 set của những cái bài khác nữa thì các bạn đấy, nói chung là các bạn sẽ ngáo mẹ luôn. Ok, vậy thôi, nói hơi nhiều đấy. Chiến. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi khởi động nhẹ nhàng. Ok, let's go. Cái đầu tiên bọn mình sẽ khởi động trước thì đấy, như mình đã từng nói với các bạn trong cái việc khởi động rồi, là các bạn không nên khởi động quá nặng và quá nhiều rep. Ok, khởi động để làm nóng cơ bắp và cho cơ bắp của bạn, khớp của bạn quen với cái chuyển động đấy. Thì bạn sẽ bắt đầu vào set chính. Okay, bạn sẽ không muốn khởi động một phát tầm 20 rep, cái cơ của bạn nó mỏi mẹ rồi kia. Đó, khởi động vừa thôi. Ok, nhẹ nhàng thôi. Feel the muscle. Ok, mẹ này. Ok, set khởi động thứ hai. Chắc mình làm tầm 5-6 rep thôi, không làm nhiều.
À đủ, thân tặng đây nhỉ. Mình cứ làm đi, run bình thường. Mẹ đi cái dép nhìn khó chịu nhỉ. Mà sao một chân của mày nhìn nó cái đéo nào nhỉ? Mày làm đi, mày làm đi. Cái chân bên này của mày như kiểu nó vòng mẹ ngoài ấy, đéo nào ấy. Nguyên mày đứng nhìn thẳng vào xem kiểu như cái chân bên phải của Quân nó cứ đi lồn nào ấy. Mày thấy không? Nó vòng vòng qua không? Ai à? Mình sẽ làm bắt đầu set đầu tiên là mức 77 cân. Thật ra là những set sau sẽ giảm xuống bởi vì mệt nhưng không sao cả. Nhớ cái set đầu tiên các bạn hãy tập cái mức tạ nào nặng nhất có thể và làm bao nhiêu rep nhất, ok. Đừng dừng lại nguyên ạ. Rồi 10 cái nữa 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp đi, 9. Rồi nốt 5 cái nữa, 1, 2, 3 cái nữa. Tiếp đi con này, mày lên. Tiếp. 5 người nữa con này, 5 người nữa. 1 2 2 nữa. Để đi. Rồi. 6. Mạnh lên. Mạnh nhá lên. 1.000 rep nữa con này. 1.000 rep nữa. Tiếp. Tiếp 10 cái nữa, 10 cái nữa, bắt đầu 10 cái nữa, 10 cái nữa. Làm đi thì đừng có nói nhiều. 1 2 3 4 tiếp nhấp nửa cái, 5 6 tiếp đi, tiếp đi. Tiếp 5 cái nữa. Làm đi. 1 2 2 nữa. Cuối. Ok. Nói nhiều quá luôn. Mày mẹ lên con này. Dùng vào đấy. Chắc thân người vào, cầm chắc vào đấy vào. Thả sâu thêm tí nữa. Đấy. Tiếp đi. Đúng rồi. Bao nhiêu cái rồi? 25 cái đi. 7 cái nữa. 1 2 được. 3 lấy tay đỡ vào kia một tí cũng được. 5 2 cái nữa. Lên. Cái cuối. Ok. Ở bên này thì đó là một bài isolate nên là các bạn có thể tập để chết được, tập đến RPE 10 cũng được, không sao cả. Và với những bài squat thì các bạn đều biết rồi, bài đấy khi mà các bạn tập đến RPE 10 ấy, tập đến cái thất bại ấy, thì nó rất là nguy hiểm bởi vì các bạn sẽ mất form và từ đấy các bạn dẫn đến chấn thương. Nhưng cái này thì cơ thể bạn cố định mẹ một chỗ rồi nè, cứ tập đến chết ở những bài này, ok. Vào đi. Ok, mình có nhận ra một điều rất là ngu lìn, đó là mình bảo tập đùi sau trước nhưng thế nếu nào mình lại vào tập đùi trước trước. Thế là tí nữa là mình sẽ phải chịu cảnh
đau đớn khi vào cái máy tập đùi sau đấy, đùi mình trước của mình phải tì vào cái miếng đệm đấy rất là thốn. Thôi rồi, nhưng mà đây là sai lầm của mình tự nhiên ngáo đá mình đi bài này tập trước. Rồi, mình vừa làm xong 3 set nhưng mà cảm giác đùi trước nó rất là cháy rồi. Cảm giác như kiểu là không biết dùng từ gì để miêu tả nữa. Nhưng mà nói chung là rất thốn. Cái bài này có một cái mẹo. Nó nhỏ nhỏ thôi. Thế là nếu mà các bạn tập gần đến chết đúng không? À, không thể làm thêm một rep nữa thì các bạn có thể dùng tay ở đây. Bạn kéo nó xuống. Các bạn làm thêm vài rep nữa rồi đúng không? Không sao cả, lúc gần cuối các bạn hack một tí. Không sao. Biết là các bạn đẩy bản thân đến ngưỡng giới hạn, được chưa? Thì cơ bắp của bạn sẽ phát triển vậy thôi. Còn những rep cuối các bạn có thể không đi hết ROM, không làm sao cả. Biết là cảm nhận được cơ. Như là địa ngục vậy. Đó, tập chân này chết là như là địa ngục. Tiến đi qua đây. Đúng rồi, đúng rồi. Đào một tí lên. Dùng tay. Đúng rồi. 5 người nữa. 1. Các bạn lên 2. Đào người lên. Trong tay phải yếu hết đi. Địt trời. Y nhân 15 cái nha quân ơi, y nhân 15 cái. Mấy rồi? 15 rồi. Tiếp đi 5 người nữa đi. 1. Dùng tay mạnh lên được. Mày bảo tay nó nhìn yếu ớt, nhìn tay mày chác mẹ gì con ạ. Kéo mạnh lên. Ôi giời ơi. Tưởng nào. Ok, nào mày cảm nhận gì sau khi làm xong 5 set leg extension? Đấy chết. Mình thấy thì mấy bài tập này thật sự rất là vô nghĩa. Nó khiến mình trở thành một thằng khuyết tật ngang luôn ấy. Mệt mỏi nó không tác dụng gì đúng không? Nói chung là tập cũng không có tác dụng gì đâu anh em ạ. Thôi nghỉ tập mẹ đi. Đây là mình vừa thử rồi. Chân mình thực ra cũng hồi phục đến một cái mức mà mình có thể làm được rồi. Đây là mình sẽ chơi bài này. Ok, bài này thì nếu các bạn muốn tập trung vào đùi trước ở bài này ấy, thì các bạn sẽ không muốn để chân quá rộng như này. Ok. Hay vào đấy các bạn muốn để hẹp chân lại. Và có thể để đây, ok, bài này các bạn nếu muốn vào tập trung vào đùi trước thì các bạn không nên để rộng, quá rộng như này hoặc là quá cao như này. Ok, các bạn thường muốn để hẹp lại và có thể để thấp xuống tùy vào cái độ gập cổ chân của từng người, thì bạn có thể để thấp bao nhiêu cái đấy thì tùy người nhé. Ok, vào rồi. Tôi đây, tiêu về. Lộn gì đấy? Mày nào đua tao? Mày thằng này. Tiếp đi, tao đẩy cho. Xuống sâu một tí vào. Đi, tiếp đi. Cổng chắc. Tiếp, 3 nữa. Đấy, 1, tiếp. 2, để cuối đi. Để cao lên. Ok. Đấy, bắt đầu đây. Đấy, lúc đẩy lên chân mày đẩy như này là ok. Đấy, xuống sâu một tí. Đấy, không mà sâu quá, sâu vừa được. Biết là các em mày phải xuống sâu đến một mức độ nhất định để mày cảm nhận được đùi, đừng có xuống nông quá. Cố gắng để đi rom dài một tí. Tiếp đi. Gồng chặt lưng vào nhá, gồng chặt co vào nhá, đừng để nó thả lỏng. Ở trong những bài này cái cổ của mày mà nó di chuyển nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyển động của mày ấy. Đừng giữ mọi thứ một cách rất ổn định nhất có thể đi. Tiếp đi. Làm nhanh em nào. Đấy, thế mà. Tiếp.
đẩy đi 5 cái nữa, tao đẩy cho 1 tiếp, 2 tiếp 2 nữa, lên cái cuối con này. Ok, chưa cần mà lúc này chưa cần. Đây. Ôi đi. Thế như mình đã bảo là mặt này tập vào đùi thì các bạn nên khép chân lại đúng không? Thế là đừng để hai bàn chân rộng quá. Nhưng mà khép đến mức như thế nào ấy thì cái này tùy mỗi người cảm nhận khác nhau. Có thể có những người khép rất sát, còn có những người có thể hơi mở rộng ra một chút giống mình. Hoặc là như thằng này, cái đấy là tùy vào kinh nghiệm tập luyện và cái cảm nhận của các bạn. Các bạn phải tập thử, các bạn mới biết được là để chân ở vị trí nào thì cảm nhận tốt nhất. Ok. Chứ nó không có một cái vị trí cố định nào cả. Đây là set thứ 2. Set thứ 2 mình đã tăng tạ lên, mình tăng 20 cân cho mức vừa rồi, ok. Và đi Nguyễn, mạnh lên. Như một con thú cái này, như một con thú. Sâu một tí nữa, kiểm soát. Đúng rồi. Gồng chặt lưng, gồng chặt bụng vào. Đẩy lên. Đúng rồi, tiếp đi. Tiếp. Tốt đấy. Mạnh lên. Tiếp. Chưa cần phải đỡ hộ đâu. Đẩy đi, tự tin lên, đẩy đi. Tiếp. Đẩy lên. Mạnh lên. Được, đấy thì phải vẫn khỏe vãi lìn. Tiếp. Được con này. Ba nữa. Một. Đấy. Cái nữa. Được, từ từ, hai cái nữa được. Mẹ. Thằng này. Thanh niên này sau khi leg press được 2 set đã có triệu chứng là ù tai. Nào, ù tai sao cái này? Triệu chứng là mình đang bị đau lưng, mỏi gối, tê tay. Bà con cô bác mua gây tâm bình. Rồi, vào đây. Gây đi. Ra đây. Tiếp. Cái này ra có gì ra cứu nó. Chuẩn bị vào đây con này. Con này nằm ngay nữa. Chưa cần đẩy hộ nó đâu. Chưa cần. Cứ cho nó đẩy đi. Cái cuối này có thể đẩy hộ một tí này. Đẩy hộ nó tí. Rồi ok. Cái nữa đi, hai cái nữa được. Hít. Mạnh lên. Được con này, cái cuối. Đẩy hộ nó đấy. Rồi ok. Rồi. Thành công. Quên đây. Đẩy hộ. Ok, bọn mình đã hoàn thành 5 set đúng không? 5 set leg extension và 3 set leg press. Và đùi trước của bọn mình gần như là không một từ gì miêu tả rồi. Nói chung là nó rất pong, rất căng. Bọn mình gần như mất cảm giác của đùi trước rồi. Tất nhiên, chúng ta sẽ chuyển qua đùi sau. Và nếu như các bạn không tập đùi sau ấy thì đừng xem kênh mình nữa, ok? Rồi. Bài này bọn mình chắc là sẽ làm 5 set đùi sau. Và sau đấy bọn mình sẽ chuyển qua Romanian deadlift. Và cuối cùng là bắp chân và buổi tập sẽ kết thúc, ok? Cố gắng chọn tạ nặng nhất có thể set đầu tiên và làm được nhiều rep nhất. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn vẫn sẽ nên làm trên 10 rep và đừng làm thấp hơn. Có thể 8 rep, 9 rep vẫn ok, nhưng mà mình nghĩ là con số trên 10 nó mình thích hơn. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động trước 1-2 set nhẹ nhẹ. Ok, để mà set chính không bị ngợp. Khởi động thì các bạn chỉ cần làm nhẹ nhàng thôi. Đấy, như mình đã bảo các bạn rồi. Thế là không cần phải nhẹ nhàng quá. Hãy chọn một cái mức mà nó ok, vừa đấy. Thì các bạn làm tầm 4-5 rep hoặc có thể nhiều hơn. Nhưng mà đấy, nó xuống là quanh khoảng đấy. Và sau bắt đầu các bạn sẽ vào set chính. Ok.
Hey, bây giờ mình sẽ vào xét xính luôn. Mình sẽ bảo mức mình đang phân vân giữa 59 và 64, nhưng mà chắc là mình sẽ là 59 thôi. Mình nghĩ là 64 là hơi nặng. Và mình nghĩ 59 nó cũng đủ nặng rồi. Thôi, 59. Có bây giờ mình có làm được 59 cân 10 rep, 15 rep không, nhưng mà thôi cứ thử ra đã. Nếu mà nặng quá thì sẽ sau mình sẽ giảm xuống. Không à? Thế đâu, thế đâu. Ba hai đi được. Mình xếp thứ hai mà. Ờ, nào, vào đi. Mạnh lên. Cao nó đi. Đúng rồi. 3. Cầm chặt bụng. 5. 6. 7. Tiếp. 8. 3. Tiếp đi con đây. Tiếp. 14. Tiếp. 5 cái nhấp. Bắt đầu đi. 1, 2, lên, 3, cao lên, 3 cái đây, 1, 2, không đuôi lên, ok. Ok, sau thứ 2 mình sẽ làm giảm xuống 1 mức, đấy là 54, ok. Đẩy hô 5 cái. Đẩy hô nhé. Đẩy vừa đấy nhá. Siêu rồi. Vào đây con này, đừng nghĩ nhiều nữa, vào đi. Đéo gì ạ? Bay. Đấy các bạn thấy không? Anh em chúng tôi đều đã rất là hoa mắt, chóng mặt với cái buổi tập chân này rồi, ok. Thằng này nó đang đéo đi được số 32 anh em ạ. Đấy, nói chung là khi tập chân thì nó sẽ rất là mệt, và các bạn sẽ có tình trạng là chóng mặt, buồn nôn, choáng váng. Điều đấy cũng khá là bình thường thôi, bởi vì chân của bạn là một nhóm cơ rất lớn, và khi các bạn tập nó thì các bạn cái độ mỏi mệt nó cũng tỷ lệ thuận các bạn không. Tiếp. Mạnh lên con này. Lên. Đá lên nguyên, để cho nó. 5 người nữa bắt đầu. 5 người nữa. 1, đẩy vừa thôi con này. 2. Mạnh lên. 3. 2 nữa. Đẩy cho nó quất, để nó nguyên. Đẩy lên. Gào thét được. Thôi được rồi, chịu rồi. Đừng bắt nó làm thêm cái nào nữa. Qua đây. Mày đỡ, mày nhìn thì nó không lên được, mày cứ đỡ lên, mày cứ để cho nó làm mẹ. Thôi bây giờ mới là set thứ 3 của đùi sau, nhưng mà tất cả mình đều đã hoa mắt, chóng mặt và có cảm giác buồn nôn rồi. Ở đây là một biểu hiện rất là bình thường. Mình nghĩ là bình thường ấy, khi mà các bạn tập chân. Nếu các bạn tập chân mà gọi là đủ căng ấy, thì cái việc bạn hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn nó là bình thường. Đấy, cho nên là nếu các bạn xác định muốn chân to ấy, thì cứ chuẩn bị tinh thần, cái việc như thế sẽ xảy ra trong cái buổi tập chân của bạn. Đấy, thằng bạn của mình vẫn đang nhìn. Nó cúi này, nó nhìn, nó chỉnh tạ, nó không nhìn rõ được cả cái số 32. Nó lo kiểu lóa mắt này, hiểu không? Đấy. Mình thì mình vẫn ok, mình thì chưa đến mức đấy, nhưng mà không biết là mấy set sau mình có bị thế không, nhưng mà đấy. Ok, bây giờ set thứ 3. Chắc một phần là mình đã gọi là hủy diệt đùi trước và đã tốn quá nhiều năng lượng của mình rồi, cho nên là hóa mặt chóng mặt. Ok. Con này mình sẽ để 50 cân. Mỗi một set mình sẽ giảm một mức xuống, chắc là như vậy. Ugh.
Đâu, hết rồi. Ở những cái rep cuối cùng thì các bạn không nhất thiết là phải làm full rom. Các bạn đi một nửa rom được. Nó gọi là partial rep hay là half rep. Đấy, kiểu đấy. Thì những cái rep này nó vẫn rất quan trọng, bởi vì nó vẫn cần huy động rất nhiều cơ bắp. Cho nên là hãy cứ làm rep cuối, các bạn làm nửa rep chả sao cả. Ok. Hãy hủy diệt nó, giết nó được chưa? Đừng dừng lại. Sức mạnh của nội tại đâu đây? Sức mạnh của nội tại đây. Sức mạnh của nội tại. Lên, nội tại bền bỉ, garen. Lên. 3 đỡ 1. 2. 3 2 cuối đi, 2 cuối đi. Rồi. Vẫn khỏe lắm con này. Mạnh lên. Ta đỡ cho nó. Nhanh đi, mạnh. 50 đâu con này. 1, từ, đỡ nhẹ một tí thôi, đúng rồi. Cứ để làm đi. Để làm một lúc nữa đi. Rồi, đỡ hồi đi, bắt đầu đỡ hồi đi. 50 đâu. Tiếp. 2 nữa con này. Cái cuối cùng. Cho nó giữ ở trên đi. Cao lên. Rồi ấn xuống, đúng rồi, cho nó giữ. Giữ đi. Ờ, ok. Cứu Nguyên. Bé hôn đây. Đẩy đây. Đẩy mạnh lên. Thôi được rồi. Mày đây. Còn sức là làm, không nghỉ. Có thể nghỉ ở dưới vài giây Nguyên đây. Thôi nghỉ 3 giây, 3, 2, rồi tiếp 5 nữa, 1, 2, tiếp đi. Các bạn cứ tưởng tượng đùi sau của bạn, nó như là bắp tay trước ấy. Các bạn hiểu ý mình không? Nó như là bắp tay trước khi các bạn tập bài này. Và các bạn để có tay to thì các bạn phải tập cả tay trước và tay sau, đúng không? Thì điều đấy cũng đồng nghĩa việc là để có đùi to thì các bạn phải tập cả đùi trước và đùi sau. Ok. Vấn đề là đừng bỏ qua đùi sau. Ok, đừng bỏ qua nhóm cơ nào cả. Nếu các bạn có một cái hình thể gọi là đẹp, ok, đừng bỏ qua nhóm cơ nào cả. Hãy tập nó, hãy tập bất kỳ một nhóm cơ nào để đến chết hết, được chưa? Kể cả đấy là nhóm cơ bạn có thích hay không, mình đéo không biết. Miễn là các bạn tập đến chết, được chưa? Cần 5 giây để lấy hơi à? Ok, cách mình tập bài này ấy, Romanian deadlift. Cách mình tập bài này là mình chắc chắn đầu tiên mình có cái này đó. Nên có lifting strap, bởi vì các bạn không thể nào cầm một cục tạ mà mình nghĩ là cũng phải cầm một cái mức tạ nhất định khá là nặng để tập bài này. Ok. Nên là các bạn nên có cái này, bởi vì cẳng tay của bạn sẽ bị rất là mỏi nếu các bạn không có đấy. Kiểu như các bạn tập những bài kéo ấy, những bài pull ấy. Ok. Và tập bài này có một lưu ý, đấy là các bạn sẽ không muốn để vào đùi sau, các bạn sẽ không muốn lên hết như này. Bởi vì khi mà các bạn lên thẳng hết lên như này thì đùi sau của các bạn không còn một chút áp lực nào nữa. Thế là hãy lên đến đây thôi. Ok, và sau đấy xuống sâu nhất có thể. Và nhớ là giữ lưng thẳng. Nó như kiểu là deadlift ấy, nhưng mà thay vì các bạn để tạ chạm đất thì các bạn giữ nó ở trên không thôi. Ok. Cái đoạn đầu nhấc lên là quan trọng, là các bạn phải nhấc. Ok. Và các bạn nên đi chân đất hoặc là đi giày để squat ấy, thì các bạn sẽ ổn định được tốt hơn, là vì ổn định tốt hơn là so với các bạn đi dép hay là mấy cái giày thể thao. Ok, thì bắt đầu.
Chịu rồi. Ok, ở cái bài này thì các bạn sẽ tất nhiên không muốn khóa khớp, các bạn không muốn khóa thẳng ngắn chân ngay đúng không? Bởi vì như thế thì rất là nguy hiểm cho dây chẳng của bạn. Cho nên là các bạn chỉ muốn giữ một đầu gối các bạn có một cái độ gập nhất định thôi. Tất nhiên không không trùng quá nhá, bởi vì các bạn càng trùng gối bên trước nhiều thì áp lực lên đùi sau nó lại càng mất đi. Mà càng thẳng chân ra thì áp lực lên đùi sau nó càng nhiều. Đấy, nhưng mà cái việc càng thẳng chân ra thì cái áp lực lên cái kiểu chung là cái dây chẳng mình chưa biết gọi là cái gì, nhưng mà dây chẳng à? Đấy, nói chung là gì đấy, nó lại càng nhiều. Nên là cái gì nó có hai mặt. Đấy, nên là các bạn hãy tự tùy chỉnh cái góc độ của chân các bạn. Ok. Và thêm một lưu ý là các bạn không muốn ví dụ các bạn cầm bằng thanh đòn nhá, các bạn không muốn đưa lúc xuống, các bạn chỉ muốn đưa thanh đòn sát chân nhất có thể, sát vào đầu gối và sát vào đùi các bạn nhất có thể, các bạn không muốn đưa ra như này. Ok, bởi vì như thế áp lực lên lưng rất nhiều. Vậy thôi. Đó, các bạn có thể nhìn mình làm và các bạn có thể biết được là đấy, nó trông nó kiểu như thế. Đấy, mình tập tạ đơn thì mình cũng cố gắng là đưa cái tạ đơn sát chân nhất có thể, mình không đưa nó ra xa. Đấy, ok, nếu như các bạn cần tập bằng thanh đòn như này đúng không? Thì các bạn sẽ muốn là đưa thanh đòn lúc nào sát với chân, sát với ống đồng, sát với đùi nhất có thể. Và các bạn sẽ muốn xuống sâu hơn có thể, bởi vì xuống càng sâu thì vào đùi sau càng nhiều. Đấy, và các bạn có thể thấy là mình bảo là không lên hết. Chỉ lên hết khi nào các bạn cần nghỉ một lúc để các bạn hồi lại sức và các bạn làm tiếp thôi. Chứ trong cái kiểu chuyển động, trong kiểu nếu mà các bạn làm liên tục ấy thì các bạn sẽ không muốn lên hết. Đấy, kiểu như vậy. Đó, các bạn để ý là nếu mà đầu gối các bạn trùng càng nhiều như này ấy, như này là cũng trùng hơi nhiều rồi. Đầu gối trùng càng nhiều thì áp lực lên đùi sau nó càng mất đi. Đấy, kiểu như vậy. Đó, các bạn để ý cách mình tập nó là trông nó sẽ hơi kỳ đúng không? Đây là mình cứ nhấp ở dưới như này. Nhưng mà thật sự là như thế nó cảm nhận cơ rất là tốt, bởi vì các bạn càng đưa lên cao như này thì áp lực lên đùi sau của các bạn nó gần như là không có. Đấy, mình cảm thấy là mình đưa lên đây áp lực lên đùi mình nó không có, lên đùi sau của mình nó gần như không có rồi. Thế là mình sẽ nhấp ở dưới như thế. Không phải là mình nhìn nó tất nhiên nhìn nó hơi ngáo một chút, nhưng mà ngáo thì kệ mẹ, cảm nhận cơ là được. Ok. Thế cho nên là kể cả các bạn tập ở phòng tập ấy, đừng quan tâm là ai bảo các bạn tập ngáo hay là tập sai là gì cả. Nếu như cái bài tập đấy các bạn không bị chấn thương, bạn xương khớp của bạn cảm thấy vẫn ổn, ok, bạn không có dấu hiệu gì của việc bị chấn thương ấy, mà cảm giác cơ thể rất tốt ấy, thì các bạn cứ tập thôi. Ok, đừng quan tâm đến lời của mọi người. Ở đây là set cuối cùng của bài tập hôm nay rồi. Chắc là mình làm thêm, sau đấy mình làm thêm bắp chân tí nữa rồi mình về. Đây là set cuối cùng của đùi sau rồi. Ở cái bài này ấy, mình nghĩ là cái chuyển động chính không phải là chuyển động gập gối mà là chuyển động gập hông. Các bạn sẽ muốn là đưa hông của bạn, đưa cái hông ấy ra đằng sau ấy, thay vì là các bạn trùng đầu gối xuống, chủ yếu là gập hông thôi. Các bạn đổ người về trước, các bạn gập, đẩy hông đằng sau ấy thì nó sẽ vào đùi sau rất nhiều. Ok. Em một số những cái mẹo mà mình tập bài này mình cảm thấy là cảm nhận cơ tốt hơn. Ok. Xong, bây giờ mình sẽ chuyển qua bắp chân, sau đấy mình sẽ về. Ok.
buổi này không phải gọi là buổi tập chân nữa, mình nghĩ gọi là đây là buổi hành xác. Buổi hành xác kết thúc. Bọn mình đã hoàn thành xong, để mình kiểm kê lại nhá. 5 set leg extension, 3 set leg press, 6 hay 5 set nhỉ? 5 set leg curl và thêm 3 set cái gì nhỉ? Romanian deadlift. Đấy, nói chung là và mình còn làm thêm 3 set bắp chân nữa. Calf raises. Và bắp chân thì hai thanh niên này không tập, có mỗi mình tập thôi. Bởi vì chúng nó mệt quá rồi. Ok. Như vậy là xong. Đấy, nói chung là buổi tập chân thì thường nó diễn ra rất là lâu. Hôm nay mình tập chắc tầm 2 tiếng. Bởi vì thời gian nghỉ cũng nhiều và tập chân nó mệt hơn ấy. Nên là nghỉ cũng nhiều. Ok. Bây giờ thì mình sẽ bú 50g protein. Ok, thực ra sau tập ấy thì các bạn cái cần hơn là cáp, ok. Nhưng mà mình không có cái nguồn cáp ngay lập tức nào ở đây cả, mình cứ uống whey thôi, tí về mình ăn cơm ăn thịt tiếp. Đấy. Biết là sau tập các bạn ăn là được, ok. Bữa ăn có cáp và protein là được. Đạm và tinh bột đấy. Mày có gọi là cảm xúc gì sau buổi tập ngày hôm nay không Nguyên? Tao nghĩ là buổi tập ngày hôm nay là một buổi tập rất là cháy của anh em. Mọi người đã rất đoàn kết. Mọi người hôm nay đã cháy hết mình với buổi tập, những bài tập rất là đa dạng và bổ ích của thầy Huy. Mình thầy bao giờ đã biết luôn mà. Thôi mình hết rồi, mình mỏi quá mình chả biết nói gì đâu. Nó không nói với camera bao giờ à. Thôi rồi đấy, nói chung là các bạn xác định đi tập chân ấy thì nó sẽ là một buổi hành xác. Ok. Những cái buổi tập của các nhóm cơ khác ấy nó cũng là một buổi hành xác nhưng với cường độ thấp hơn. Ok không? Còn chân thì nó sẽ là một cái cường độ gọi là cực 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 đỉnh luôn ấy, đạt đến cái mức mắc luôn, bởi vì nó sẽ cực cực mệt. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, xong rồi là choáng váng, mờ mắt, hoa mắt. Thì các bạn sẽ gặp hết tất cả các triệu chứng đấy nếu như các bạn tập chân với một cái intensity cực kỳ cao như bọn mình. Mình không biết bọn mình gọi là tập là cực kỳ cao cho nhưng mình nghĩ là thôi gọi là cao đi, chưa đến mức cực kỳ cao đâu. Đấy, nhưng mà các bạn tập gọi là cao thôi á là các bạn đã như thế rồi. Nếu mà các bạn đẩy bản thân đến cái mức cực kỳ cao ấy thì nó rất là, mình nghĩ là nó sẽ hơi nguy hiểm, bởi vì cái đấy đòi hỏi các bạn cần phải tập luyện lâu năm, hệ thần kinh và cơ bắp của bạn cũng phải cần một cái thời gian để nó chịu đựng và dần dần nó mới chai lì được ấy, nó mới lên được một cái tầm để các bạn có thể tập được cái mức rất cao. Còn tất nhiên nếu các bạn mới tập thì các bạn không cần một buổi tập chân có cái intensity cao như thế này, thì cường độ các bạn có thể thấp hơn một chút nữa không sao cả, dần dần các bạn sẽ tăng được nó lên. Tất nhiên là dần dần các bạn phải tăng lên thì các bạn mới tăng cơ được. Ok, các bạn không thể nào mà cứ tập mãi một cái cường độ. Kiểu như ví dụ hôm nay các bạn tập mắc là tầm 60 cân leg extension nhá. Thì một tháng nữa các bạn vẫn tập 60 cân ấy thì mình đảm bảo là chân các bạn đéo to lên đâu. Được chưa? Các bạn phải tăng lên. Nó gọi là progressive overload. Các bạn phải tăng tiến tạ dần theo thời gian thì cơ bắp của bạn nó chịu những cái kích thích mới và nó sẽ phát triển. Đấy. Chứ đừng tập mãi một cái mức, ok. Tất nhiên ấy, cái việc tăng tạ đòi hỏi các bạn cần phải tăng cân. Được chưa? Như là booking ấy. Tất nhiên là những người mới họ không cần phải tăng cân, họ giữ nguyên cân nặng nhưng mà họ vẫn có thể tăng tạ được, bởi vì đấy là những người mới, cái khả năng phát triển cơ bắp của họ vẫn còn rất là nhiều. Kiểu như là chưa có một cái kích thích nào ấy thì khi bắt đầu có những cái việc luyện tập vào thì cơ bắp nó sẽ phát triển rất nhanh và thích nghi rất nhanh và có thể tăng tạ rất nhanh mà không cần phải tăng cân. Nhưng mà khi các bạn đã tập đến một cái mức lâu lâu rồi ấy, các bạn mà không tăng cân, các bạn không booking ấy thì có thể sức mạnh của bạn vẫn tăng nhá. Nhưng mà nó sẽ tăng rất rất chậm. Các bạn gần như là không cảm nhận được. Thế cho nên là mình nói hơi nhiều ấy, nhưng mà các bạn cố gắng nghe nốt nhé. Thế cho nên là các bạn tập lâu rồi ấy, các bạn cần phải booking được chưa? Nếu các bạn muốn tăng cân, tăng cơ, tăng nhiều cơ bắp nhất có thể thì các bạn cần phải booking. Để các bạn tăng cái gì? Tăng về size, tăng về strength, tức là sức mạnh và kích thước của cơ thể của bạn ấy. Và chỉ có cách đấy các bạn mới to lên và khỏe lên được thôi. Ok. Và mình nghĩ là thôi được rồi. Nói chung là nói chuyện đến đây được rồi. Xong, bây giờ mình sẽ đi về tắm rửa giả đá đó. Ăn cơm. Thôi. Xin chào anh em, hẹn gặp các bạn vào ngày mai chúng ta có một buổi tập ngực. Ok. Peace. Cái gì ạ? Chào anh em đi. Chào anh em nha.